Xin chào mọi người, chào tất cả các bạn. Trong cái thời gian gần đây ấy, thì mình có một số các bạn ở trên Zalo của mình ấy, thì có hỏi rằng là rất là thích chơi cây ấy. Nhưng mà do là được bạn bè, người thân người ta giới thiệu, sau đấy mua một vài cái cây. Đấy. Thế thì cái khó ở đây là người ta các bạn ấy than phiền là do mình rất thích rồi nhưng mà cái mùa đông này này không biết trồng và chăm sóc như thế nào. Thậm chí là chẳng biết cắt tỉa nào đấy. Vào dây cũng thế. Đấy là mình gặp thấy là gặp cái tình trạng rất là nhiều mà đa phần là các cái bạn trẻ. Nghệ thuật làm cây bây giờ thì nó là một nghệ thuật, nó không có giới hạn về tuổi nữa các bạn. Cho nên là phần lớn các bạn trẻ gặp phải cái điều này. Thế thì từ xuất phát từ những cái điều đấy thì mình có suy nghĩ và trăn trở là có nên là đào tạo và dạy các bạn online để các bạn có thể là tự mình từ việc là chọn phôi, trồng, chăm sóc, cắt uốn tỉa đấy vào các cái thời điểm khác nhau. Đấy, thì mình cũng muốn hỏi là các bạn, nếu bạn xem được video này thì nếu bạn mong muốn thực sự thì mình sẽ mở một cái lớp chia sẻ hay là đào tạo các bạn online để các bạn có thể từ những người từ con số 0 đấy thì trở thành cái người mà tự tay mình thiết kế, tự tay mình làm ra một cái tác phẩm bonsai, một cái cây cảnh nghệ thuật mini thôi các bạn nhé, cây nhỏ thôi để nó dễ. Nếu các bạn thích điều này ấy, thì bạn hãy comment để cho mình biết. Đấy, thì các cái nội dung học thì chủ yếu học online qua công cụ Zoom đấy để mình biết là các bạn thực sự mong muốn đấy. Thì sắp tới cái kênh này của mình thì sẽ chia sẻ nhiều hơn, do đợt này thì mình cũng khá là bận nhiều công việc cá nhân, cố gắng là sau này chia sẻ nhiều cho anh em, nhưng anh em là bỡ ngỡ mới vào ngành cây ấy, để người ta có thể có thêm các cái kiến thức đấy. Tức là vừa riêng ngành cây cảnh này thì các bạn không chơi thôi, đã chơi và tìm hiểu sâu về nó thì càng chơi càng khó, càng chơi càng khó, nó không hề đơn giản. Đấy, nhưng mà mình làm thế nào để tối ưu hóa nhất, giảm được cái thời gian để cho các bạn, bởi vì có rất nhiều người người ta mua những cái phôi rất là đẹp rồi sau đấy người ta không biết cắt như nào, cắt chỉnh sửa nào, sau một thời gian là từ một cái cây hoàn thiện cũng trở thành cái phôi, nó cũng rất là lãng phí. Như vậy thì mình thấy là mình cần phải làm một cái gì đấy để cho mọi người. Thôi thế nhé. Thì các bạn có mong muốn gì thì hãy comment ở bên dưới. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào.